coi như là chỉ nói là sau này là chỉ có cái nhân viên gặp được cha chùm nữa chứ không có ghê vậy chứ. nha. Bởi vậy Mà gặp hay không chỉ có thời gian mới chứng minh được ha. đúng rồi. Cũng như là báo báo hiện là chị sẽ gặp ở ở ngoài ngoài đời thật Ngoài đời đó thật á, chị. mà chị nói lòng lộng cách đây hơn 1 năm rồi, chị nói chị sẽ gặp cha Trung, mà hồi đó là thiên cơ là chưa có lộ, chị Biết có đâu nói cái không không lần vậy thôi. này chị đón cha Trung là đắc cử rồi ông Trung ông cho người về rước chị vào bển rồi sao ta? Dám Đúng mà rồi. Dám đó Chắc mà chị dám vậy đó. chị có cách đó thôi, chứ làm sao mà ông Trung bay đây muốn gặp chị được? Đúng rồi. Coi như là thí dụ như ông đắc khi mà ông đắc cử ông thấy cái tiên tri của chị quá hay rồi, thì ông sẽ cho mà người là người về đây rước chị qua bên Mỹ mà theo như chị đưa nghĩ chị đến là Nhà Trắng gặp cha Trung luôn. mà theo như chị nghĩ nếu Chắc mà dễ quá. chị gặp được cha Trung rồi thì cái kinh chị nổi ra thì ông Putin với ông Ukraine ông mới nghe lời, Vậy nha. ông mới ngừng bung hạt nhân. Chà, lúc đó thì lúc đó là ông chị tổng nổi tiếng thống thế giới Ukraine rồi ông nha. mới mới hồi hướng rồi, ông mới bắt Đúng tay Putin, theo chị còn nghĩ. hơn là bà Vanga nữa. Đúng rồi, dám lắm mà. Đúng rồi, hỏi hơn bà Vanga nữa. Lúc đó là mấy mình cũng nổi ké theo luôn á. Đúng rồi, lúc đó là mấy mình nổi nổi luôn đó. Quá trời ta. Mẹ nói mẹ sẽ xoay chuyển, mẹ nói trong kinh vậy, mẹ nói mẹ nó sẽ xoay chuyển cái chuyện Chừng này. nào mà chị có được ông Trung rước thì nhớ cho mấy anh em đi theo để hậu tống vậy nghe. Mấy em sẽ ghi lại cái đoạn cuối mà chị leo lên máy bay. Đừng có bỏ tụi em nha chị. Nhớ nhớ ghéo tụi em để tụi em theo quay. Lúc mẹ đó chị nói phải xin. Mẹ nói mẹ sẽ xoay chuyển cho chị gặp cho Trung mà chị lúc đó có chị phải xin là chị chỉ cho trong thiên cơ vậy thôi. tôi theo ba vệ sĩ đi theo, ba ngàn theo hộ tống chị. Tống chị. Tại tại vì một nhân vật mà nổi tiếng là lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo nhưng mà chị là anh hùng thiện nguyện phải đi tập tạ, hay là Hiếu cũng đi tập tạ luôn chứ đâu nó có cơ bắp. Đi dặn dẹt 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 vậy rồi vậy coi đó gì là nhưng mà cái linh tính của chị nếu mà chị gặp được cha Trinh thì chiến tranh Thế chiến 3 không xảy ra, bao mặt Putin không thả. Dạ, lúc đó là hòa bình thế lúc giới luôn lúc đó là hòa bình đó, là coi như Putin cũng nghe không thả hạt nhân mà Ukraine cũng bắt tay với lại Putin đó. Là hai nước đàm phán đó. Nếu mà chị hội ngộ được với cha Trinh thì thoát ra cái đại đại nạn Thế chiến 3 bao mặt nhân. Mà bà Vanga cũng nói rồi, Thế chiến 3 bằng hạt nhân có thể xảy ra mà, bà từng công bố rồi. Mà Vanga Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục gặp chị Hòa Long Nữ chia sẻ qua những cái cơ bút mà chị đã coi như là nhận được cái điển của bài trên để chia sẻ cho bà con mình nghe tiếp tục nha. Chào cái chị nữ nha. Cái chương trình này mình sẽ nói về đất Trung Hoa sẽ sụp đổ như thế nào ha. Dạ. Theo cái lời của Lưu Bá Ôn mà đã nói cách đây mấy ngàn năm đó. Nếu như mà Trung Hoa mà không có chịu mà nghe theo cái lời của chị ha thì sẽ bị hủy diệt. Khi mà nhà khoa học và các bậc thánh nhân họ đã từng nghiên cứu ha, mà Dạ. nó sẽ sụp đổ như Vậy thế nào ha. ha, những lời mà tiên đoán của Lưu Bá Ôn á sắp Dạ. bắt đầu nó sẽ ứng nghiệm. Coi như là những lời tiên đoán này là nếu như mà không phải riêng về đất nước Trung Hoa mà tất cả những cái đất nước nào mà có một cái lòng tham hay hoặc là muốn hủy diệt những cái nước khác hay hoặc là những muốn xâm lấn những đất nước khác thì sẽ bị mẹ thiên nhiên là trừng phạt, đúng không chị? Có cái bài sau này mẹ nói rất là hay, là coi như là lính ông tập mà chiến này là coi như là phải phải quay đầu rút quân khỏi Biển Đông á, chứ không là tàu thuyền là coi như mẹ nói là lật đổ mà coi như là chìm hết xuống biển luôn, không đi chứ không đường về nha, chỉ có đi Coi như thôi chứ không là mẹ gì. thiên nhiên sẽ Cái trận bão Biển Đông mẹ cho phạt biết, ha, cái sẽ trận phạt. bão Biển Đông là coi như mẹ nói là mẹ sẽ gây bão nếu mà lính ông tập mà nói không nghe, là mẹ gây ra một cái trận bão Biển Đông là coi như lính ra là coi như là thuyền tàu gì mà lật hết. Rồi cái bài này là trước vô đề là trước tiên là sẽ nói về về một người sẽ tu thành Phật để giảng đạo cho chúng sinh, mà người này chính là Đường Tăng Tái Sinh nha. Đường Tam Tạng này hả? Chỉ nói chỉ một đoạn thôi, còn một đoạn sẽ nói về những cái lời tiên tri của Lưu Bá Ôn sẽ ứng nghiệm nha, là đất nước Trung Hoa sẽ bị sụp đổ như thế nào, sẽ bị hủy diệt á, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị diệt vong, mà qua những cái nhà tiên tri họ cùng bậc thánh nhân họ cũng đã cho biết Coi rồi. như là bữa nay là chị nhận được cái điển của mẹ là dịch về những cái lời tiên tri của là Lưu Bá Ôn. Dạ Lưu Bá Ôn. Dạ, một nhân vật nổi tiếng nha. Coi như là nhân vật là tiên đoán là những cái việc xảy ra trước 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 không đó. Đúng rồi. Mà các cái bậc thánh nhân ngày xưa người ta đã cho biết hết rồi. Chị chỉ là cái người mà tới mà nhắc lại cái thời điểm nào nó sẽ xảy ra. Cái đó mới là quan trọng để mà tránh, mà thì mẹ cho báo cho biết để mà tránh. Mà nếu mà mọi người không tin là coi như là tiêu đời. Chị sẽ đọc cho mọi người biết ha. Là cái đoạn này vô là nói một vị vị Phật sau này sẽ xuất hiện để giảng đạo, thì cái thời điểm này thì mẹ nói là chúng sinh người ta giác ngộ rất là nhiều.
chiều sáng mãi lo thiền, hoàng nghĩa tu thành Phật, hôn thời lo giảng đạo, tím thời thiên định thế, cả thế giới cùng nghe, dòng thời thầy nổi lên, xong người coi để ý, đò đưa có hội này, neo đâu đừng bỏ lỡ, bến thời thầy giải thích, vắng trong cảnh khi thiền, mà ngài thiên mẹ độ, nhớ nghe Phan Thanh Vũ, em anh còn lạc lối, tiết trình khi độ chúng, tha vào lo giảng giải đáp, trong thời thiền định xong, lòng dòng khi đắc đạo, người giảng chúng xin nghe, em anh chờ thầy đó, sang thời hoàng nghĩa nổi, xong người thoát cõi mê, quên nhớ theo thiền định, lời nguyền thiên định sẵn, hẹn sao như hoàng nghĩa, ước mơ lo tu tập, để đến khi thành tựu, lại tấm gương sáng ngời, mình rồng thiên đưa lối, anh em theo nối gót, mênh mông thời mạt pháp, mong sao đừng lỗi hẹn. Xong người ở thời nay, nước trời lo mà hiểu. Con giáo minh mục tông là nói về tiền kiếp của chị ha. Cái tiền kiếp trước không tu ha, giờ phải trả nghiệp như thế nào ha. Con giáo minh mục tông, giáo ta không tu niệm, sổ lòng thôi giáo khổ, lòng dòng trong sinh tử, giáo ta thời trả nghiệp, bay theo kiếp luân hồi, theo gì cảnh gieo nêu, pháo đài thời vụt tắt, đỏ đen đời khổ lụy, rượu hồng khi ngày cưới, hồng thời buồn thê thảm, người tình yêu chẳng thấy, ơi sao cảnh nghịch đời, nhớ người mình không yêu, câu thề sao phải có. Là cái cuộc đời của chị á, mà cái ngày cưới nó diễn ra sao, mà chị yêu cái người đó sao sao, là coi như thiên cơ mà định sẵn vậy đó. Định luôn, báo trước chị luôn hả? Coi như là nó trải qua sao, là thiên cơ mẹ định y vậy đó nè. Nhớ người mình không yêu, câu thề sao phải có. Lúc đó ông già ông hỏi có yêu cái người mà con của ổng không, mà đâu có yêu đâu mà kêu có, thì trong thiên cơ nó cũng dịch ra giờ nó y vậy. Ông hỏi là mình đâu biết trả lời sao, bây giờ mình nói mình không yêu thì coi như ổng sẽ không tới đám hỏi đám cưới nữa. Mình phải trả lời là có, mà trong khi mình không có yêu. Thật sự là cái thằng ông chồng mình mà mình cưới là mình không thể yêu ổng. Mà coi như là cái nghiệp chướng mà mẹ nó phải trả, phải gặp vậy đó. Tại kiếp trước không tu. Mà chị nói cho em biết nha, trong những cái bài kia mẹ cũng cho biết, kiếp này mà mình không chịu tu á, mà kiếp sau mà lại tái sinh mà làm người lại, là coi như mà sống là coi như là không có được lấy cái người mình yêu đâu. Kết hôn không có bao giờ có hạnh phúc, gia đình không bao giờ có hạnh phúc. Kiếp này mà biết tu thì kiếp sau mình tái sinh ra, mình mới được lấy người mình yêu, mình mới được lấy, mình mới được hạnh phúc. Nhưng mà mình yêu, mình lấy được cái người mình yêu rồi á, thì cái phong thủy nó mới nở, thì làm ăn nó mới phát tài phát lộc được nha. Đó, chứ còn mà cái cảnh mà nghịch đời mà lấy người không yêu là coi như cái gây lộn hoài, là phong thủy không nở, làm ăn nó cũng thất bại luôn. Nó là vậy. Cho nên mẹ khuyên chúng sinh phải lo tu. Cho nên chị đọc cái đoạn của chị để cho biết cái cách mà chị đi trả nghiệp á. Tại vì con sáu minh mục tông nè, sáu ta không tu niệm, sổ lòng thôi sáu khổ, lòng dòng trong sinh tử, sáu ta thời trả nghiệp, bay theo kiếp luân hồi, theo gì cảnh gieo nêu, pháo đài thời vụt tắt, đỏ đen đời khổ lụy, rượu hồng khi ngày cưới, hồng thời buồn thê thảm, người tình yêu chẳng thấy, ơi sao cảnh nghịch đời, nhớ người mình không yêu, câu thề sao phải có. Thề gì mà không đúng, xưa thời phải kết hôn, dù gì là nghiệp chướng, nắng mưa thì phải chịu, hay dở một kiếp người, mưa thời thiên cho nắng, dù gì cũng vì kinh. Thì mẹ nói dù gì cũng vì kinh, tại vì thiên cơ nó ẩn như vậy rồi, dù gì cũng vì kinh đó. Nghèo giàu ta phải gánh, hay dở cũng đi qua, khổ cho đời con sáo, dù gì lấy được kinh, ai này vì nhân loại, sang thời minh tuệ nổi, giàu nghèo người nghe đây, cũng vì sứ mệnh thôi, không gian thời trả quả, bao này ta hết nghiệp. Là mẹ nói chị trả hết nghiệp rồi đó. Coi như là trả hết nghiệp, chị trả hết nghiệp về tình cảm ha, tình yêu ha. Hết nghiệp khổ nữa. Rồi, nghiệp khổ cũng hết luôn. Rồi mẹ có báo là tiếp theo là chị có gặp một cái mối tình nào sắp tới nữa không? Không, chưa có báo. Chưa báo. Chị nào báo thì cho em với Lưu Hiếu với thì anh Hùng thực hiện hay ha. Cái này tôi cũng báo đâu ạ. Cái này tôi im luôn. Trả xong rồi mình dai lại chị. Bao này ta hết nghiệp, không gian thời trả quả, bao này ta hết nghiệp, giờ thời long nổi trội, chia sẻ nhiều người hay, cách tu thành chánh quả, đôi lời ta muốn nói, ta nào mà lo tu, mà này thiên mẫu độ, giờ đó mới hy hoàng,
đây này các bạn ơi, sao thổ cũng một thời, sao thổ là chị ha. Em đây cầu Thượng Đế, nở thời có Giê-xu, đoạn này ta trở lại, đành lòng đừng quên ta. Tham thời ai chào đón, phú quý ngài thiên bang. Đó, mẹ nói ai mà chào đón chị là phú quý ngài thiên bang nha. Phụ người đâu có dễ, bằng hàng thiên thâu hết. Em anh phát lộc tài đó, mẹ cho biết vậy đó. Ai mà coi như mà đón kinh thơ của chị là coi như là bằng hàng là thiên thâu hết. Đó mà em anh là phát lộc tài nha, làm ăn sau này phát lộc phát tài nha, phong thủy nổi đó. Phụ lòng ta ai có, tình hình thiên phủi bỏ. Tôi nói bạn mình hay, khi thời còn nhà Minh là chị nha, nhà Minh là chị đó. Mà Phật tổ Như Lai trong kinh có viết là biết chị là cái thời nhà Minh là coi như cái là ông vua ngu mì á, ngu nghị gì đó. Dạ. Yeah. Mà ông vua là không biết tu á, trong kinh Phật thầy Phật tổ Như Lai có biết là ông vua ngu mì á. Dạ. Yeah. Không biết tu á. Khi thời còn nhà Minh, chiều này ta bỏ đạo, buông xuôi đời trụy lạc. Là cái ông vua là cái tiền kiếp của chị á, trong cái đời đó là sống trong cuộc đời trụy lạc mà không theo đạo nữa. Mà cái lúc mà chị nghe sấm Phật thầy Tây An rồi chị rất là tin, rồi chị nghe kinh Phật thì rất là tin. Cái xong cái trong đầu chị là chị nguyện là chị sẽ sau này chị sẽ theo Phật. Cái tự nhiên trong cái lòng chị, trong cái tâm chị nó phát lên là chị chống đối lại. Thì chị mới nhận ra lúc đó là chị chưa gặp mẹ thiên nhiên, là chị nhận ra chị biết trong cái tiền kiếp của chị từng chống đối đạo, không tin về đạo. Là chị biết luôn trong cái tâm nó khởi. Nó coi như là trong tâm mình lúc nào nó có ma có Phật. Thì cái tâm ma mình nó khởi lên là mẹ cho mình nhớ lại cái tiền kiếp của mình đó. Là cái kiếp trước của mình là chị biết là chị không có tin về đạo. Kiếp này chị bị trả nghiệp, chị biết luôn vậy luôn. Cái cảm giác là mẹ cho biết chị luôn. Xong bắt đầu chị sám hối. Chị nói trời ơi sao bây giờ con tin mà sao trong tâm con nó lại như vậy. Thôi mẹ cho con sám hối để con biết, quay đầu để mà tu. Mà y chang bây giờ là coi như tới khi mà chị giải thiên cơ rồi, trong này cũng cho biết là kiếp trước chị không chịu tu á. Khi thời còn nhà Minh, chiều này ta bỏ đạo, buông xuôi đời trụy lạc, anh đây trả nghiệp đời, đứng đâu rồi cũng khổ, bên đời khi tái sinh, dòng thời ra con sáu, sông vàm nao ta ở, đò thời cũng phải nêu, sang thời ta chuyển kiếp, bến nào long tái hiện, mới cũ có ở đây, mà đây Thừa Thiên Huế, là Thiên Huế là chị là cái người mà được sinh ra trên mảnh đất Thừa Thiên Huế luôn, là mẹ cũng định vậy luôn. Trong thiên cơ cũng có báo vậy luôn. Nhớ về đất miền Trung, em đây từng ở đó, xót xa đời khổ lụy, xa vào đất miền Nam, trong thời đi kinh tế, lòng dòng cũng đến nơi, còn đâu thời đó nữa, đâu đây ta lại về. Đêm ngày viết kinh thơ, trăn trở từng câu một, ta đây vì sứ mệnh, về trần giải thiên cơ, chung quy một đạo màu, lối này ai chào đón, chỉ thị của đất trời, còn đây long báo cáo, mình rồng thiên dàn dựng, anh về mà truyền tin, mênh mông thời ta nổi, mong người biết nhận ra. Nỗi lòng Giê-xu nói, nhớ đi ta trở lại, trên cao thiên định rồi. Là các bạn mở cái cuộc đời của Chúa Giê-xu ra thì các bạn sẽ thấy Chúa Giê-xu hứa là Chúa sẽ quay trở lại, mở ra một cuộc phán xét sau cùng cho nhân loại, ai mà theo cái lời của Thiên Chúa thì mới được cứu. Trong cái màn cuối này thì mọi người mở cuộc đời Chúa Giê-xu ra với những lời mà Chúa nói thì mọi người mới thấy là ứng nghiệm ha. Nỗi lòng Giê-xu nói, nhớ đi ta trở lại, trên cao thiên định rồi, bến nào long dừng bước, sông trời thiên cơ định, buồn vui vùng đất thánh. Là mình Việt Nam mình là vùng đất thánh đó. Nhớ lần đi Thất Sơn, thương con mẹ đưa đường, em về đến miền Tây, tím thời ta ngự đó, cả một vùng núi cấm, hoàng long nữ ở đây, hôn lên thời giấy động, chiều thời đi công bố, hoàng long nữ giảng kinh, hôn thời ai sùng đạo, tím lòng người nghe coi, cả đời mà hưng thịnh. Đó mẹ cho biết ha, ai tím lòng người mà nghe coi là mẹ hôn thời ai mà sùng đạo là mẹ nói là cả đời mà hưng thịnh luôn á. Dòng ngài thiên định thế, song người theo ý ta, đò này thiên nuôi dưỡng, neo lại ở trên sàn, bến này thiên trì độ, vắng mãi cảnh tai ương, mà này các bạn ơi, nhớ nghe lời ta dặn, em anh tu tập rồi, thiết trình thiên giữ lại, tha hết mọi lỗi lầm. Đó mẹ cho biết ai mà tu tập rồi là coi như mọi lỗi lầm lần này trong màn ba này mẹ tha hết đó.
mình dù có ăn mặn đi nữa cũng cũng không bị đi trải nghiệm nha. Chứ còn mà mấy từng kiếp trước mà ăn mặn là phải trả quả đi làm súc vật để mà trải nghiệm đó. Nhưng mà chiến này mẹ nói đòi chiều chiến chót là mẹ tha hết tội lỗi. Coi luôn như là cái thời kỳ này là thời kỳ ăn xá chị nha. Dạ ăn xá đúng rồi, ăn xá để ăn mà, xá, mà dạ. Cứu vớt là chúng sanh trong cái màn ba. Dạ này đúng ha. Rồi ai mà chịu tu là mẹ nói mẹ tha hết tội lỗi. Chị đọc lại cái đoạn này ha. Mà này các bạn ơi, nhớ nghe lời ta dặn, em anh tu tập rồi thiết trình thiên giữ lại, tha hết mọi lỗi lầm trong thời thiên phán xét, lòng người trắng hay đen người ơi thôi lộ hết. Đó mẹ cho biết vậy, coi như lòng người trắng hay đen mà con người như thế nào lần này là hiện nguyên hình hết, không có đúc ở đâu được hết trơn á. Em anh hiện nguyên hình sang thời thiên vũ bỏ. Để chị đọc lại cái đoạn này nha. Dạ. Lòng người trắng hay đen người ơi thôi lộ hết, em anh hiện nguyên hình sang thời thiên vũ bỏ, xong người không biết tu. Đó, người không biết tu là coi như thiên vũ bỏ, là mẹ thiên nhiên á. Quên nhớ lo mà nghe lời nguyền thiên ban xuống, hẹn sao nhớ cội nguồn, là nhớ về trời cao đất rộng là mẹ cho biết á, là cội nguồn á. Ước gì người nhận ra để đâu ra tâm Phật, lại là con nhà trời, mình rồng thiên ban phước, anh em đời an lạc, mênh mông thời mạt pháp, mông long thời nhắc nhở. Xong người mà không hiểu, nước trời thiên cơ định, con người thôi phải chết. Đó, mẹ cho biết vậy. Bây giờ mẹ nói rất rõ ràng mà còn không hiểu nữa là mẹ cho biết là con người thôi phải chết. Sáu ta thời ngự trị, sổ lòng rồi sáu bay, lòng dòng sang Nam Việt, sáu ta thời ở đó, bay theo đời xuôi ngược, theo lời thiên mẹ định, pháo ta thời bùng nổ, đỏ rực mọi quốc gia, rượu này thiên pha sẵn, là mẹ nói mọi thứ là mẹ sắp đặt sẵn đó. Hồng thời ta nổi lên, người coi vần thế cuộc, ơi này thế giới nghe, nhớ lời thiên căn dặn, câu ca vần ứng nghiệm, thề người mà không tin, xưa đây xin nói rõ, dù gì thiên cơ lộ, nắng hạn tới 3 năm, hay là không nước uống, mưa rơi đâu chẳng thấy, dù gì thiên báo tin, nghèo giàu người nghe không. Thì thật Phật thầy Tây An nói rồi, nắng là hạn tâm niên đó, hạn 40 tháng đó, thì cái thời gian nào chị cũng đã báo rồi đó, cho mọi người biết là coi như sấm Phật thầy nói bắt đầu nó ứng nghiệm. Hay lời sấm thầy ghi, khổ thời người rao giảng, dù gì là cảnh báo, ai này bạn mình nghe, sang qua cuộc tẩy trần, giàu nghèo mà không tu, cũng thời ma nhìn nhận. Thì sấm Phật thầy cũng nói vậy, chiến này ai không tu là chết xuống, ma nhìn nhận. Bây giờ thông tin cũng vậy đó. Không gian Phật thầy rước, không gian Phật không rước, để đọc lại nha. Giàu nghèo mà không tu, cũng thời ma nhìn nhận, không gian Phật không rước, bao này sấm giảng rao, giờ ta đây cho biết, chia lìa đúng như in, cách này thiên định sẵn, đôi lời ta chia sẻ, ta nào mà không tin, mà khi thời dịch đến, giờ đó hối không xong, đây nhà thiên cấp báo, sao thổ truyền tin lại. Em anh ai chào đón, nở ra nhiều phong thủy, đoạn buồn sẽ đi qua. Đó, Tuấn Dũng thấy hay không? Mà chị nói là Tuấn Dũng sao hát hay quá, mà đẹp nữa. Mà không có được nghe, nó không có nổi lên mạng để mà chị đăng ký nữa. Dạ. Bây giờ Tuấn Dũng quay chị xong rồi, bắt đầu cái Tuấn Dũng giới thiệu, chị biết chị đăng ký kênh rồi, chị mới mở ra chị nghe. Dạ. Hát rất là hay, mà hát với toàn ca sĩ nổi tiếng không? Muốn nghe thì bấm Tuấn Dũng Bô thì sẽ nghe. Có. Coi như là trong cái sấm này là ngày em thấy là nghe. Nó hợp với những cái lời thiên thi của Phật thầy á chị. Dạ, đúng rồi. Nó nhắc thì nó hợp với cái cơ đó ha. Rồi cái đoạn này là nói qua ông Tập Cận Bình ha, chiếm Trường Sa phải lo rút quân như thế nào ha. Dạ. Cái phòng bão Biển Đông ha. Coi như đây là cái lời coi như là cảnh báo mà. Đành tham phú phụ bằng, em phụ tình tôi, khi chiều buông anh xuống anh đứng, là cái đoạn này mà để chị đọc. Đành lòng chiếm Trường Sa, tham vọng có Trung Hoa, phú phụ bằng là ba câu này dịch chưa xong nha, tại vì dịch chưa xong mà các bạn kêu ra quay clip rồi coi như chưa dịch kịp ha, tôi để dịch đằng lần sau ha. Yeah. Là mình công bố trên cái kinh khác ha. Em tên Tập Cận Bình, phụ chi đừng phụ tử, tình hình lo rút quân, tôi đây xin nhắc nhở, khi thời bão Biển Đông, chiều quân lính ông Tập, buông chi lo trú ẩn, anh em mới an toàn, đứng đâu cho thông suốt. Bên lính ông Tập đó, dòng dòng lo tìm mỏ, xong người coi xem lại,
đò thuyền lo neo đậu, rồi chỉ sang chỉ bến thì cũng dịch chưa kịp nữa, vậy còn còn mới cũ tập nghe đây mà thời khắc hiểm nguy. Nhớ không này tập ơi, em là Lưu Bá Ôn, xót xa thời chuyển kiếp, xa vào cảnh lãng quên. Là coi như tập Tận Bình không còn nhớ tiền kiếp của mình ha. Trong mấy lần tái hiện lòng dòng ra ông tập, còn quên hay không nhớ, còn chữ đâu mà dịch cũng chưa xong luôn. Đêm ngày ra, đêm ngày ta viết kinh, trăn trở lúc thời nan, ta đây cho tập biết, về đâu lo hướng thiện. Là kêu ông tập về đâu lo hướng thiện ha. Chung quy đường, chung quy đừng gây chiến, lối này mà tập đi, chỉ còn trong an lạc, chỉ còn trong an lạc. Còn tập mà không nghe, mình rồng thiên xem xét, anh em ai theo tập, mình theo đời tội lỗi, mong long ngài thiên hủy, nỗi lòng mong tập nhớ, nhớ lời mình tiên tri, trên dòng lịch sử ghi. Là coi như là nhớ, mong ông tập nhớ lại những cái lời mà ông từng tiên tri đó, ông là ông Lưu Bá Ôn đó, thì mong ông nhớ lại á. Bến thời ai còn nhắc, sông Bá Ôn từng nói, buồn vui thời kiếp nạn. Lưu Bá Ôn cho biết cái này là Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị diệt vong. Nhớ này Lưu Cơ ơi, Lưu Cơ là tên của Lưu Bá Ôn luôn. Thương ông thời tri cứu, em biết cả mọi điều. Là coi như là ông biết cả mọi điều, cái vận mệnh của Trung Hoa nó mấy ngàn năm lịch sử, là coi như cái thời đó là coi như Lưu Bá Ôn biết hết. Mà bây giờ tái sinh râm tập Tận Bình quên luôn. Tím thời ở tương lai, đây nè, em biết cả mọi điều, tím thời ở tương lai, cả đời ông nói rõ, hoàng đây xin coi lại, hôn thời ông tiên đoán, trên thời có đúng không, bến ông từng cho biết, xong đời đất Trung Hoa, buồn vui thời sụp đổ, nhớ đi trời hỷ diệt, thương Lưu Cơ từng nói, em anh còn nhắc mãi. Chữ tím dịch chưa ra, cả tàu cộng diệt vong. Rồi, còn mấy hàng nữa mà dịch chưa ra ha. Dạ. Yeah. Tại vì bận quá, mấy bữa nay bận quá chưa làm kịp thôi để... Cứ như mình hẹn bà con mình là phần 2 ha. Còn phần 2 ha, bằng phần 2. Rồi cái bài này nó sẽ kết thúc ở đây. Rồi mình cũng xin nhắn nhủ tới cho ông Tập Cần Bình biết ha. Coi như là chiến này là mẹ nói là ông Tập mà không nghe là mẹ gây bão Biển Đông, là coi như mà lính ông Tập là ra là không có đường về ha. Chìm dưới biển Đại Dương luôn. Yeah. Mà ai mà nghe theo ông Tập là coi như là chiến này bị hủy diệt. Mà Lưu Bá Ôn cũng đã từng cho biết rồi. Nếu mà ai mà muốn biết về mà Lưu Bá Ôn thì mở Lưu Bá Ôn ra là biết. Thì mọi thứ là Lưu Bá Ôn nói nó sẽ ứng nghiệm. Cái bài này mình kết thúc ở đây rồi hết. Yeah. Coi như là cái bài này là chị muốn gửi đến là để cho nếu mà phía của ông Tập mà còn cái tham vọng mà muốn chiếm chỗ này chỗ kia thì sẽ rất là nguy hại ha. Rất nguy hại mà thiên nhiên sẽ phạt ha. Đúng rồi, mà mộng làm bá chủ Trung Hoa của Tập Cận Bình sẽ không thành tựu. Giấc mơ làm bá chủ của Trung Hoa sẽ bị sụp đổ. Dạ. Bây giờ Tập chỉ có mà quay đầu hướng thiện thôi. Là coi như là rút quân khỏi Biển Đông, không có chiếm Trường Sa Việt Nam, mà không có đi chiếm dầu mỏ của Việt Nam nữa, thì Tập Cận Bình mới toàn sinh nha. Chứ còn Tập không sống nổi tới năm thứ 3 đâu. Năm thứ 3 đập bể rồi, không biết là trong vòng 2 năm biết là Tập chết ngày nào. Vậy luôn hả? Ừ. Thì nhân thế họ sẽ đảo nước cờ, mà mẹ nói là mẹ sẽ hủy diệt ông Tập Cận Bình. Chỉ có ông Tập Cận Bình chỉ có một con đường để còn chọn. Còn nếu như thôi mà ông không có ấy thì ông không quay đầu, ông thì sống thọ hơn hả chị hả? Ông quay đầu là mẹ nói là ông sẽ quá sống thọ, mà được rất nhiều người yêu mến. Mà mẹ nói ông Tập Cận Bình là chuyến này phải gặp chị, phải hội ngộ, sám vào cái thân cha đó, môi cười sao đổ lệ, là ông Tập Cận Bình là trong tiền kiếp ông là con của chị, là con của chị, là con của vua Phục Kiên, là ông chúa xua mắt tái sinh ra làm vua Phục Kiên, là ông là con, là thái tử, là con của vua Phục Kiên. Mà kiếp này ông quên hết trơn rồi, sám vào cái thân cha môi cười sao đổ lệ là khuyên ông Tập Cận Bình phải gặp chị, thì ông mới thoát ra được cái nạn, ông mới sống, mới tồn sinh nha. Mà coi như sau này ông sẽ được chuyển kiếp về đất Việt Nam, rồi ổng sẽ theo chị để dịch cái kinh này, ổng sẽ nói nghiệp. Còn nếu mà ổng không nghe là mẹ thiên nhiên cho biết là cứu này, ổng chết xong về âm phủ làm bóng ma đuôi mà câm luôn á, không nói được nha, mà ổng tái sinh làm người nữa nha. Mà Tập Cận Bình là một vị Phật thứ tư, cho nên chị cho mọi người biết, cho dù đó là vị Phật nào đi nữa, mà chiến này mà không giác ngộ thì
thua một con người bình thường. Cho nên là chúng sinh ai cũng giống như ai hết trơn, chỉ cái tên của các vị Phật chỉ là cái tên thôi, nó không có cái còn cái quan trọng gì nữa. Cái quan trọng ai là bậc giác ngộ, ai là người biết lo tu để thành Phật trong cái thời này, đó mới là con người vinh quang nhất. Rồi cái chương trình mình đến đây. Rồi anh không có hỏi gì đâu, hỏi thêm câu thôi. Có ai mà hỏi cái bình luận gì thì mình sẽ trả lời thôi. Thì dạ thưa cô Hoàng Long Nữ ơi, thì hiện nay á, bây giờ là ngoài miền Bắc miền Trung bây giờ bão lụt quá rồi, có thể là cầu cho mẹ thiên nhiên như thế nào mà để cho ngưng bão đó không Hoàng Long Nữ? Bây giờ Hùng thiện nguyện vậy cầu thử coi. Hùng gì Hùng cầu đi coi thử là ứng nghiệm như thế nào. Hùng gì Hùng cầu. Mình cầu như thế nào? Thì Hùng trong mấy cái bài đó Hùng cầu thế nào là do cái tâm nguyện của Hùng phát ra. Hùng cầu mẹ đi, Hùng cầu cho chúng sinh người mình ta quay đầu hướng nào thì xây về hướng đông á. Hướng đông xây về hướng đông. Rồi những mẹ nói là cái người nào mà cái quê đó mà bị bão là cái quê đó người đó phải lo cầu. Cái người mà cái vùng bão lũ đó phải lo cầu mẹ. Mà mấy họ đâu có biết đâu. Mà cái kinh này nó chưa có truyền ra được tới đó, nhưng mà mẹ nói là tới cái thời điểm mà tổng thống Trung đắc cử là chị sẽ gặp ngài Trung. Xong rồi mẹ nói cái thời đó là kinh của chị nó nổi toàn cầu là có nhiều người biết. Nổi toàn cầu luôn đấy chị. Mà không biết chị có gặp cho Trung không, mà chị trong thiên cơ mẹ nói vậy, mà tự nhiên một năm mấy nay tự nhiên chị nói người ta là chị sẽ gặp cho Trung trong cuộc đời này. Mà tự nhiên nói lồng lộng vậy đó, nói đi nói lại bao nhiêu lần. Mà hồi đó là dịch thiên cơ chưa báo nha, chưa cho biết là chị sẽ gặp ngài Trung nha. Mà trong hai bài này là mẹ cho báo là chị sẽ gặp ngài Trung. Mà gặp hay không là chỉ có thời gian mới quyết định được, mới chứng minh được. Còn thiên cơ thì mình dịch theo thiên cơ thì mẹ báo cho biết vậy thôi. Mà sao cứ nói lồng lộng vậy đó, đời này con sẽ gặp cha Trâm, con sẽ hội ngộ với cha Trâm. Nói lồng lộng nói hơn cách đây một năm rồi. Coi như là chỉ nói là sau này là chỉ có cái nhân duyên gặp được cha Trâm nữa chứ không có ghê chứ. Mà gặp hay không chỉ có thời gian mới chứng minh được ha. Đúng rồi. Cũng rồi. Như là báo hiện là chị sẽ gặp ở ngoài đời thật. Ngoài đời thật á, mà chị nói lồng lộng cách đây hơn một năm rồi, chị nói chị sẽ gặp cho Trung. Dạ. Mà hồi đó là thiên cơ là chưa có lộ. Chị có nói cái, không không vậy thôi. Chị đón cha Trung là đắc cử rồi, ông Trung ông cho người về rước chị vào bển rồi sao ta? Dám lắm mà. Chị có cách đó thôi. Chứ làm sao mà ông Trung ông bay đây muốn gặp chị được? Đúng rồi. Coi như là thí dụ như khi mà ông đắc cử, ông thấy cái tiên tri của chị quá hay rồi. Dạ. Thì ông sẽ cho người là người về đây rước chị qua bên Mỹ. Mà theo như chị đưa nghĩ chị đến là Nhà Trắng gặp cha Trung luôn. Mà theo như chị nghĩ nếu chắc mà chị gặp được cha Trung rồi thì cái kinh chị nổi ra thì ông Putin với Ukraine ông mới nghe lời. Vậy á. Ông mới ngừng bung hạt nhân. Chà lúc đó. Thì tổng thống Ukraine ông mới hồi hướng rồi, ông mới bắt tay Putin. Còn hơn bà Vanga nữa. Đúng rồi, dám lắm mà. Đúng rồi. Hơn bà Vanga nữa. Lúc đó là mấy mình cũng nổi ké theo luôn á. Đúng rồi. Lúc đó là mấy mình nổi nổi luôn đó. Quá trời ta. Mẹ nói mẹ sẽ xoay chuyển. Mẹ nói trong kinh vậy, mẹ nói mẹ nó sẽ xoay chuyển cái chuyện. Chừng nào mà chị có được ông Trung rước thì nhớ cho mấy anh em đi theo để hậu tống vậy nghe. Mấy em sẽ ghi lại cái đoạn cuối mà chị leo lên máy bay. Đừng có bỏ tụi em nha chị. Nhớ ghép tụi em để tụi em theo quay. Lúc đó chị phải xin. Mẹ nói mẹ sẽ xoay chuyển cho chị gặp cho Trung mà. Lúc đó chị phải xin là chị cho vậy thôi. Tôi theo ba vệ sĩ đi theo. Ba anh em theo hậu tống chị. Tại vì một nhân vật mà nổi tiếng là lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo nhưng mà vậy là anh Hùng thì nguyện phải đi tập tạ hay là Hiếu cũng đi tập tạ luôn cho nó có cơ bắp đi dặn dẹt rồi vậy coi vì là nhưng mà cái linh tính của chị nếu mà chị gặp được cho Trâm thì chiến tranh thế chiến ba không xảy ra, bao mặt là Putin không thả. Dạ lúc đó là hòa bình thế giới luôn, lúc đó là hòa bình đó là coi như Putin cũng nghe không thả nhân, mà Ukraine cũng bắt tay với lại Putin đó, là hai nước đàm phán. Nếu mà chị hội ngồi được với cho Trâm thì thoát ra cái đại nạn thế chiến ba bằng hạt nhân. Mà bà Vanga cũng nói rồi, thế chiến ba bằng hạt nhân có thể xảy ra mà. Bà từng công bố rồi. Mà Vanga cũng tiên tri cũng rất là nhiều, biết nhiều chuyện. Vậy có nhìn được cái tiền kiếp của bà Vanga hồi trước là bả là một cái thiên cơ chưa có cho lộ, tại vì thiên cơ là mẹ cho chị biết là chị đi lo đi tìm mấy cái trục của vị Phật rồi lo cái chuyện mà nạn tai sắp tới nè. Còn Vanga là ai thì thiên cơ chưa có lộ nên là chưa có tìm ra, chưa tiết lộ được ha. Phải đi từng bước một. Dạ chưa có đủ thời gian. Đúng rồi, phải đi từng bước đó. Đi tới đâu thì nhìn thấy tới đó, giống như trước mặt mình thì mình thấy cái gì trước mặt mình thôi, còn những cái gì mình chưa tới là mẹ chưa cho lộ là không có biết được. Mình phải tới chỗ đúng rồi. Nhìn thấy mình mới lộ. Mẹ sẽ cho mình từng bước một. Dạ. Rồi vậy.
coi như là mình biết tới đâu mình nói tới đó, dạ, chứ mình không có dám nói đại, dạ, nó vừa ha. Chứ không phải là thấy em bé kia giống ông Phật Tổ Như Lai qua đó đưa lên trên mạng xong đó là em Phật Tổ Như Lai tới thế, không có phải. Mẹ nói là thật giả còn lẫn lộn, thật giả nằm ở đây, là mẹ nói này nè, thật giả trong cái kinh này nè, chiến này mẹ nói lộ hết, thật giả anh làm đầu lộ hết. Chứ không phải muốn chỉ đâu, chỉ không bao giờ đúng. Cho nên mẹ mới sinh ra câu chuyện này, nó có ẩn hết ở trong những cái bài hát ở Thiên Cơ, nó ẩn đây, rồi mình sẽ dịch. Nó nguyên một cái lô viết của nó, chứ phải là muốn dịch sao dịch đâu, muốn nói sao nói, nó phải vần mới được. Mà rất công nhận à, có cái đứa bé đó mới sinh ra mà giống Phật Thích Ca, như đúc luôn. Hồi nhỏ hả, giống nhỏ hả? Không, mới sinh qua. Gì hả? Lên... Ở nước nào? Thì nước Kim Âm nè. Gì luôn hả? Chỗ nào biết không? Mình không biết, mình nghe, mình thấy trên TikTok, trên mạng đồ nó ấy thôi. Bây giờ cái công nghệ nó ghép dữ lắm không bố? Mà không biết cái đó là ghép hay không, mình không biết nha. Cái đó cũng lạ. Nhưng cái đó là có một cái, chị có nhìn được cái đó là nó là một cái hiện tượng của một cái vị nào xuống, hay là cái một cái báo hiệu gì không chị? Cái đứa bé mà giống như ông Phật Thích Ca. Thì coi như là ông Chúa Sư cũng nói rồi, Phật Thích Ca cũng nói rồi, rồi Chúa Sư cũng nói rồi, có nhiều người họ tự xưng là coi như là họ chỉ là Chúa Sư chỗ này, Chúa Sư chỗ kia, rồi cũng có nhiều người họ cũng tự xưng mình là Chúa Sư tái thế rồi đó, tất cả. Thì coi như cái thời điểm mà các nhà tiên tri họ cho biết hết trước rồi là nó sẽ họ phải diễn như vậy. Coi những lời mà Chúa nói là bắt đầu nó ứng nghiệm đó. Thì họ phải xuống đây họ đóng cái vai như vậy, họ đóng đúng như phải coi sai, như họ không có tội gì hết trơn. Cái giả đi trước, cái thiệt mới đi sau ha. Thật giả còn lẫn lộn, mẹ cho biết vậy. Phật ma Phật mới ra giải tù ha. Nhưng mà tất cả chúng sinh đều giống nhau hết. Chứ không phải là ai ngon ai đâu. Họ cũng là tiên Phật xuống hết mà họ phải đóng vai vậy thôi. Cái quan trọng là ai giác ngộ, để ai tu đắc đạo, để ai thành Phật, để ai được mẹ độ, để thoát qua cuộc tẩy trần, để sống trong cuộc đời an lạc hạnh phúc đến điểm vinh quang. Đó mới là cái điều quan trọng, chứ còn những cái chuyện mà họ nói đó, nó không là quan trọng nữa đâu. Cái quan trọng ai là bậc giác ngộ thôi. Bây giờ cũng như là trên một cái con đường mà mình đua để đi tìm chân lý và tìm giác ngộ và tìm cái công đức để mình được một cái quả đó, mình đi lên trên hết chị. Đúng rồi, để về trời á. Mà tu mà đắc đạo thành Phật rồi mới được bay về trời nha. Là làm tiên làm rồng bay lên trời xuống lắm. Dạ, nó vui không có còn khổ lắm. Tu mà được đắc đạo bay về trời đó nó vui lắm à. Vui. Mà chị từng có cái cảm giác rồi nha. Cái khi mà cái hồn mình nó xuất ra, khi ngủ mẹ cho thấy cái cảnh mà cảnh giới mà ở thiên đàng, cái hồn mình xuất ra rồi không có muốn nhập vô lại đây đâu, sợ lắm luôn. Cái khi mà bắt đầu nó nhập vô lại cái xác này, sợ ơi là sợ mang cái xác này nó nặng, lúc đó mình mới cảm nhận được cái xác này nó rất là nặng, mà mình không muốn mang nó nữa, mà mình muốn sống theo một cái linh hồn đó thôi. Mình chỉ muốn sống được, lấy đi cái linh hồn đó mà thoát ra cái xác này, bỏ cái xác này đi đó. Lúc đó mình đi rất muốn về luôn á. Đúng rồi, rất sợ mang cái xác phàm này lắm, nó nặng lắm. Cái khi mà mình thoát được cái hồn mình, mà mẹ cho thấy cái cảnh mà mình là thoát hồn rồi đó, là muốn sống theo cái hồn đó thôi, nó rất là dễ chịu. Chị có thể chia sẻ mà khi mà cái hồn chị nó xuất ra khỏi cái thể xác á, thì mình có những cái cảm giác như thế nào? Mình bay lên trời. Không, mình bay. Cái cảm giác của mình nó nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng mà nó rất là dễ chịu trong cái thân tâm mình đang mang cái xác phàm này, nó không có được cảm giác đó. Chỉ có những người mà làm ca sĩ Tuấn Dũng mới có cảm giác đó này. Lần mà làm ca sĩ đó là tiên, đó là tiên giáng trần đó. Tiên giáng trần thôi. Kiếp trước có tu, giống như Tuấn Dũng là kiếp trước có tu. Cho nên kiếp này mới được làm ca sĩ, mà làm ca sĩ là cái tâm hồn mình nó rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng, lúc nào giống mình là tiên cõi trần vậy đó. Bây giờ kiếp này phải lo tu nha, kiếp sau muốn ước gì được cái đó. Cũng như là bây giờ là Tuấn Dũng là hồi kiếp trước là có tu, tiên có tu. Ai cũng tiên hết, nhưng mà Tuấn Dũng kiếp trước là có tu, kiếp này xuống chuyển kiếp mới được làm ca sĩ. Hát bài hay mà đẹp nữa. Trời ơi, bữa nay đưa mình làm cho cái đầu cái đồng mũi luôn này, làm cho cái đầu mũi mình nó nở phì không ha, đúng không? Đâu có đâu đâu, cà bó luôn Tuấn Dũng. Hết sức không. Bữa nay chị nữ tiết lộ sơ về Tuấn Dũng luôn ha. Khi mà như cái cuộc đời hiện tại á, chị có thể nhìn được anh Tuấn Dũng là trên cái con đường ảnh đi tìm đạo gì, nó có bập bênh gì không chị? Ở bên hả? Cái này hả? Có sa ngã về nữ sắc gì không vậy? cái này không dám, không chưa biết rồi, chị không biết nha. Cái này chưa có lộ ha, chưa có lộ nha. Từ từ. Tại vì thường thường là lúc nào cũng phải người hành đạo, nhưng phải có ba chìm bảy nổi. Nhưng mà chị hỏi mới thành đạo được. Chính nhưng mà chị hỏi Tuấn Dũng gì nè.
Chị mới đầu mà chị gặp Tuấn Dũng, chị thấy Tuấn Dũng trời ơi da gì đâu mà trắng mà nó hồng như là con gái mà đánh phấn gì đó. Mà chị nói, chị định hỏi Tuấn Dũng là sao da đẹp với ta mà dạ, biết ăn cái gì mà đẹp với ta. Sâm hồng. Uống sâm hồng đúng không? Bữa nay sáng sớm đi quên thuốc cái cơn. Ờ đó. Trắng mà nó hồng mà trời ơi Tuấn Dũng đẹp trai quá mà trắng hồng yên gái gì đó. Mà định hỏi Tuấn Dũng ăn cái gì mà đẹp vậy chỉ tôi với. Chị uống sâm hồng cái da mặt nó hồng. Uống sâm hồng nó hồng thiệt. Vậy hả? Sâm hồng này lâu quá gấp quá cái quên đem lên. À vậy hả? Thôi để bữa khác nha. Ngày mai. Rồi sâm hồng đặc sản núi Cấm mà đâu phải vậy. Ngày mai có lên núi em đem lên cho chị nữa. Cái mấy trăm á không nhỉ? Mắc lắm. Đúng rồi, ký sâm hồng khô thì 600 còn ký 450 à. Vậy hả? Dạ. Mắc dữ hả? Mắc lắm. Có tiền mới uống được. Dạ, em làm YouTube mấy tháng trời chưa đựng ký nữa chị. Chị chứ nghe nói làm YouTube giàu lắm mà. Trời ơi. Ai cũng nói vậy á, đâu có biết đâu. Nói đi quay cái clip vậy chứ đâu có đủ tiền xăng đâu. Vậy hả? Khổ quá hả? Còn tiền mướn nhà trọ nữa, một đêm trăm mấy nữa cũng khổ hả? Bởi vậy nó khổ không sao đâu. Nói chung là phải đi làm những cái nghề khác là mới có cái tiền để mà chuyên trở, để đi săn cộ và đi những cái lễ để quay lại cập nhật tình hình cho cô đó. Chú ở đây có lễ này, có xuất hiện vị nào, rồi có vị nào tiết lộ cơ, rồi vị nào như thế nào đó, đủ thứ. Nhưng mà mình đi quay là cũng là cái nguồn đam mê, là mình cho mọi người biết cái tin tức này kia rồi. Xong rồi đó là cũng là một cái niềm vui ha. Yeah. Từ từ rồi chị nghĩ là mẹ cũng sẽ độ cho các bạn, rồi các nhà hảo tâm họ sẽ biết rồi họ mua tiền xăng tiền gọi gì cho các bạn đi vậy đó. Yeah. Chứ còn với chương trình mà có người coi mình mới có tiền, chứ không có người coi mình đâu có tiền được. Đúng rồi chị. Cũng khổ hả? Tại vì dù đi thì đường xá xa xôi, là mướn nhà trọ và đồ nghỉ ngơi. Tiền xe đi chị dịch cái kênh đó thì mấy em quay là cũng có một cái nhiệm vụ để khiến để mà đúng đi rồi. Những điểm này người này gặp người này gặp người kia để chia sẻ những cái câu chuyện Phật pháp hay là những cái câu chuyện thường ngày đó là xã hội đầy đủ, rồi đi từ thiện nguyện rồi đi đào là đào sâm đào này đào kia đó. Mỗi người mỗi một nhiệm vụ khác nhau. Dạ đúng rồi. Mỗi người mỗi sứ mệnh á. Dạ. Chương trình này mình kết thúc ở đây ha. Bye bye chào khán giả. Dạ như vậy thì cảm ơn chị đã nhấn thời gian chia sẻ ha. Rồi hẹn gặp lại chị vào một cái tiếp tục, là chị còn 10 cái câu gì hồi nãy chị nói là còn 10 câu mà đợt sau thì mình bổ sung vô bài khác ha. Dạ. Mà còn cái bài chị dịch chưa xong này, bài này cũng hay dữ lắm. Bài gì chị? Nói chung gì? Không có bài nào dở. Bài này là mình có thể dòng sông quê à. Em dòng sông quê em. Còn cái bài mà cái giống như bài Tăng Cổ của ta. Tăng Cổ. Bài này hơi bị dài. À. Còn cái bài mà vừa rồi chị mới đọc xong là Hoàng Hôn Màu Tím. Còn cái bài vừa rồi là Đừng Nói Xa Nhau Cho Tâm Hồn Đau Khổ. Đó. Nói chung là phiên cơ ẩn hết ở đó, nhưng phải là chị muốn dịch sao dịch đặc đâu. Đặc biệt có một điều là chị nghe nhạc thì chị dịch kinh. Lạ người ta đúng không? Thường thường là người ta nghe kinh dịch kinh. Còn chị nghe nhạc mà dịch kinh. Đó phiên cơ mẹ ẩn ở đó đó. Phải là lạ, đọc lạ luôn á. Lạ luôn. Quá lạ. Mà bây giờ mà các bạn ai khen là chị dịch bài Đừng Nói Xa Nhau hả? Đừng Nói Xa Nhau là vừa clip trước đọc rồi. Bây giờ chị dịch cái bài Trở Về Cát Bụi đi. Trở về cát bụi đi. Cát bụi nó hay đó các bạn. Hay hoặc không biết tới cái bài nào mà có Thu Dũng với lại có Lưu Hiếu hả, có Hùng Dũng hả? Cái đó mới hấp dẫn nè. Cái đó nó hấp dẫn rồi nha. Cái đoạn nào mình gặp các bạn là nó ẩn thiên cơ chân. Đúng rồi. Nhưng mà từ cái nấy chị nghĩ còn lâu. Nếu mà có thể 1 năm 2 năm nữa. Nhìn mấy em mà dịch đó chị phải nhìn thẳng vào cục đá. Tại vì mấy em á quay á có người khen rồi, có người thương, có người chữ. Mấy em bị chữ như cục đá. Cục đá chai à, bị chai. Rồi nói gì nói. Ai nói gì nói chứ giờ hết biết gì à. Quay từ thiện cũng chữ nè, mà quay pháp cũng ra. Pháp cũng nói nè, rồi quay thiên cơ cũng nói nè, rồi quay về đạo cũng nói nè. Linh căn cũng bị la. Linh căn thì cũng bị mắng nữa, rồi không biết quay làm sao vừa làm cái nhà. Mình đi làm giao trăm họ vậy đó. Cũng vui mà. Cũng vui nha. Bởi vì em nói chị á, nếu mà muốn dịch ra mấy cái người YouTube á, phải chị phải nhìn thẳng vào cục đá. Lúc đó là không còn cảm giác gì nữa rồi. Còn không thì bữa nào là tụi em quay chị đi tắm suối ở trên này có suối Thanh Long. Đúng rồi. Lạnh lắm chị không nổi đâu. Không. Có cái suối ở dưới gần cái homestay này cũng đẹp. Yeah. Ở dưới kia chị thấy có cái suối mà đều lạnh không dám tắm. Hồi là mà chị lên núi có hai chị kia xuống nữa, mà hai chị kia sợ chị cũng không dám tắm. Hai chị kia xuống nữa khoảng mấy chục ngày nữa. Hôm nay chị lên núi chị có đi tắm suối chưa? Chưa. Trời ơi, nó suối trên núi rồi. Bỏ quê chị là coi như mỗi lần đi là đi mười mấy đứa, mấy chục đứa luôn. Xong rồi
tắm một cái suối bự vậy nè, mà nước có đục lắm, không được trong dưới đây. Mà dưới quê mê tắm suối nó, mấy chị cứ rủ đi hoài. Thì bây giờ hôm nay sẵn có dịp thì hôm nay anh Hùng sẽ tài trợ cho chị đi tắm suối. Đúng rồi. Chị đi không? Một đi mình không đi đâu. Không có thì đi đi nguyên nhóm gì. Thôi mình chào khán giả đi ha. Nhưng mà cho em hỏi là chị cảm nhận cái không khí mà ở trên núi Cấm này chị thấy như thế nào? Rất là nó mát. Nó có khác với những cái núi khác, khác không? Rất rất là mát, giống như khí hậu Đà Lạt vậy đó. Rất mát. Mát ha. Rất là dễ chịu. Mà chị thấy nó linh thiêng không? Linh thiêng. Vì mẹ cũng nói đây là trong cái bài kia đứa sau chị tiết lộ hai mẹ nói cái vùng núi này là mảnh đất thiên mẹ chọn an táng ta sau này, là mẹ nói là cái sau khi mà chị viên tịch rồi là phải an táng chị cái sau nơi nơi này. Với lại mẹ nói an táng 12 cung quần đạo phải đưa về đây để an táng hết thì giang nam thêm hùng vĩ, chứ còn nếu mà sau này chị viên tịch là mà chôn các chị chú khác là không được nha. Phải đưa về vùng núi Cấm, phải nhớ nghe, nhớ an táng nơi này. Nhớ nghe, kiếm chỗ sẵn nghe, kiếm chỗ sẵn. Rồi. Đây là thiên cơ mẹ định. Trong khu vực núi Cấm này chỗ nào cũng được nha nha. Có chỗ với cái đỉnh núi nào mà chị nghĩ là chị biết chỗ rồi chị sẽ tiết lộ được. Vậy trong cái thiên cơ của mình. Cái vùng núi nào mà đẹp nhất ở đây mà có thể cao nhất ở đây. Dạ. Yeah. Vậy trong cái sấm thiên cơ của chị á thì nó có được nhìn ra được cái những cái long mạch ở trên núi Cấm không chị? Có thể biết nhưng mà chưa dịch tới. Cái long mạch cái vùng núi Cấm này là mẹ nói cái nơi mà nó địa linh đó, thiên liêng nhất mẹ chọn để mở hội lâm hoa rồi để mà chôn cất những cái các vị Phật sau này mà họ viên tịch á. Mẹ nói với em cho biết vậy. Còn nếu như mẹ nói nếu mà không làm được vậy là mẹ nói trong cái câu cơ là mẹ nói sao đây nè, mà nó rất là nguy hiểm. Nếu mà không đưa chị mà lên cái đỉnh núi mà sau này viên tịch mà chôn cất nhà mà thờ phượng đến đó là mẹ nói nó có cái gì đây nè mà để được sao để chị đọc cái bài mà miền Tây quê tôi á. Rồi mình sẽ tiết lộ ha. Miền Tây quê tôi ha. Cái vùng núi Cấm của mình á thì có một số người đòi về, nhưng mà tại sao em không hiểu tại sao mà người ta về núi Cấm người ta ở một thời gian một hai tháng gì đó thì cái người ta muốn trụ lại nhưng mà không trụ được, là cái nguyên nhân đó từ đâu hả chị? Thì mẹ cũng nói đến đi do ngày đỉnh. Tất cả từ xưa đến giờ mẹ nói ai mà đến mà đi là đi đâu làm gì là ngon do ngày đỉnh hết trơn, do trời đỉnh. Là cũng như cái căn cái sức của người ta là không tùy duyên á, đến đi do cũng tùy duyên. Tùy duyên cũng như không có được ở cái địa điểm đúng rồi. Phật đắc linh ha. Tùy duyên không đủ duyên ha. Người nào mà phước lắm mới được sinh ra ở cái đất Việt Nam mình. Tại vì cái đất Việt Nam mà nó an toàn nhất. Hồi nãy chị nói là núi Cấm này là linh thiêng nhất là ở trên toàn thế giới luôn, hay là chỉ linh thiêng nhất trong đất nước Việt Nam chị? Cái đất Việt Nam mình là cái mẹ nói là cái vùng thánh địa đó. Cái vùng thánh địa là cái vùng đất thánh đó. Mà coi như sấm Phật thầy ra ăn cũng nói rồi đó, sau này là các nước là phục tùng đất Việt Nam mình đó. Không có coi thường con người Việt Nam mình nữa. Con người Việt Nam mình là tiên rộng xuống không. Coi như là coi đất nước Việt Nam mình là sau này là bá chủ của hội Lâm Hoa. Vậy luôn ha. Đứng đầu thế giới luôn. Đứng đầu thế giới luôn. Coi như là các nước đâu đâu phục tùng đó. Đó, sấm Phật thầy nói y vậy. Nước Nam như thể cái lầu. Đúng rồi. Ngày sau các nước đâu đâu phục tùng. Y vậy mà sao Tuấn Dũng nhớ được câu này hay nha. Nước Nam như thể cái lầu. Đúng rồi. Ngày sau các nước đâu đâu phục tùng. Đúng rồi, y chang vậy đó. Quá hay đó. Nó cũng nhờ cái kinh thơ này đưa ra. Nó hợp với cái câu thơ của cô giảng này ha. Mẹ nói ai không nghe mẹ phủi hết, cho nên tất cả họ sau này họ sẽ nghe. Nghe thì mới được tồn sinh, còn không ai nghe là tiêu rồi. Mẹ nói những ai còn sót lại lần hồi cũng theo ta, mẹ cho biết vậy mà. Rồi, quá tuyệt vời. Thì sau này là những cái người nào mà có căn tu là mới được về núi Cấm hay sao chị? Đúng rồi, mẹ nói ai mà đón kinh thơ của chị có căn tu thì mẹ mới giữ lại cái hội Lâm Hoa. Là mới tiến vào hội Lâm Hoa. Cái hội Lâm Hoa ở núi Cấm đúng không? Thì cái người nào mà đủ duyên, đủ phước, đủ lành mới được về đây để trụ phải không chị? Đúng rồi. Trong cái hội Lâm Hoa đó là chọn những cái hạng người như thế nào chị? Trong sấm Phật thầy có nói đó, chọn người hiền đức đó. Hiền đức. Lập cho rồi cái hội Lâm Hoa chọn coi được bao nhiêu người mà hiền đức, rồi coi có còn sót lại được bao nhiêu, là coi như là chết cũng nhiều. Người hiền với người có đức ha. Có nhiệm vụ mới được gì. Những người thánh thiện á, mà những người thanh khiết mới được trụ lại. Thí dụ nhưng như mà mẹ nói đặc biệt cái đứa nào mà bỏ mà tới cây mà bỏ quá chất độc vô trong đó là phải ngưng lại nha. Cái mẹ nói đứa nào mà bỏ thức ăn mà bỏ quá chất vô là mẹ nói chuyện này mà xảy hết, mẹ nói vậy đó. Mẹ nói con người thời thượng quân này cho thanh khiết. Sống theo thuận tự nhiên, không có được bỏ quá chất vô trong thức ăn cho con người ta bệnh nữa. Mẹ nói là mẹ tha tội coi như là mấy ngàn năm nay rồi, nhưng chiến này là mẹ phủi bỏ hết. Cho hay vậy. Nhưng mẹ sàng sảy là hết. Sàng sảy hết. Đứa nào mà cứ bơm quá chất vô trong trái cây với lại bỏ vô cá thịt mà ướp mà quá chất là mẹ sảy hết.
Không mà chắc mẹ sàng sảy là mẹ lấy cái lưới mũ hay là cái lưới sàng. Mẹ lấy cái sàng á, cái sàng sảy. Sàng của mẹ, cái sàng của mẹ thiên nhiên nó không có không giống cái sàng của người thường mình. Đó, mẹ nói là dừng sàng xong rồi mẹ nói dừng đi rồi còn dừng lại rồi còn lại ở dưới đi là mẹ sảy lại lần nữa mà coi như không nghe là mẹ nói là thiên hắc bỏ. Như là những cái người mà lọt xuống tới dưới mà sàng lại một lần. Sàng lại đúng rồi, mẹ đi. Lời rồi mấy cái còn lọt xuống dưới nữa là mấy hắc bỏ đó. Đúng rồi, sàng những người đó là hết không nghe được đó không chị. Mẹ nói là sàng đi rồi mẹ hốt lại mẹ sàng lại nữa, mà sàng lại mà không nghe nữa là mẹ hắc bỏ luôn. Đứa nào mà vậy mà... là mơ mốt anh em mình mà đừng có biến thành cục đá nữa nha. Mình phải nghe. Biến thành cục đá là hết nghe là mình sàng dục luôn. Rồi, thí dụ như những người mà ta có tài mà thiếu đức, không có đức thì cũng bị hủy diệt luôn hả chị? Thì tất cả cũng đều đã được trả lời ở trong này hết. Nhưng mà mẹ nói sau này họ thấy mẹ linh thiêng quá, là lúc mẹ hiện hình rồi là mẹ nói là sau này họ tín ngưỡng nhiều lắm. Họ thấy mẹ hiện hình, mẹ linh thiêng quá, là nhiều người họ cầu nguyện là họ sẽ tín ngưỡng là mẹ. Sau này mẹ sẽ xuất hiện nguyên hình ở trên bầu trời luôn hả? Dạ, nhiều người được thấy. Thì em hỏi như thường thường ta nói cái đức độ là như thế nào, thì mình có thể giải thích sơ sơ về cái đức độ. Cái đức độ thì mẹ chỉ cho biết là mình làm lành lánh giữ nhớ về cội nguồn, mình có biết cầu mẹ thiên nhiên, mà ai mà không ăn chay được thì ăn mặn, còn ai mà ăn mặn được thì tốt hơn. Cái ăn chay ăn mặn nó cũng tùy duyên, phải ai cũng ăn mặn được. Nó tùy duyên. Nhưng mà mẹ nói mà nếu mà chuyến này mà biết quay đầu hướng thiện mà làm lành lánh dữ rồi, với lại mẹ nói là những mà ai á, chuyến này ai mà làm thiện đời này được lưu danh, là những người mà họ đi tài trợ, họ cứu hộ nè, họ đi làm từ thiện, họ ủng hộ những cái người mà nghèo khổ đói nè, rồi những cái chương trình mà mình thuyết pháp là cũng có nhiều người ta ủng hộ vậy đó. Mẹ nói chuyến này được lưu danh là những người đó là thánh thiện đó, chứ không phải là tu tập không, mà còn họ mấy người mà họ làm từ thiện là sau này là mẹ đồ dữ lắm. Vậy ha. Còn mấy người đó còn hơn là tu tập nữa. Vậy là tính mấy anh em mình cũng có cái vé dự đi. Có cái vé để dự. Vậy là anh Hùng Thiện Nguyện là vô rồi ta. Vô. Nói cái tên không thì vô rồi đó. Hùng Thiện Nguyện. Yeah. Cái tên là biết là Thiện Nguyện rồi. Tên là thấy vô trong danh sách rồi đó. Có vô rồi nghe, cái này có vô danh sách rồi nghe. Không mà chị nhìn anh Hùng ảnh ăn tương từ nhỏ đến lớn á chị, mà sau này ảnh được có cái vé mà về dự hội Long Hoa không? Ăn chay từ nhỏ tới lớn luôn hả? Ăn mới tại nói vậy mới mấy năm à. Mấy năm hả? Sao mấy năm cũng giỏi quá rồi. Mấy năm cũng giỏi luôn rồi đó. Cái đại không đó. Quá giỏi. Nhưng mà bây giờ chị đói bụng rồi. Rồi. Thôi bây giờ chúng ta kết thúc video này để cho chị Long Nữ đi dùng cơm trưa hả vậy? Giờ này cũng 11 giờ trưa ha. Rồi thì chúng ta sẽ gặp chị Lê Hoàng Long Nữ tiếp theo trong những video tiếp theo hả vậy ha. Rồi hãy nhớ bấm đăng ký kênh theo dõi kênh của Lưu Hiếu cũng như là anh Hồng Thiện Nguyện và Tấn Dũng để